Kính chào quý vị và các bạn ngày hôm nay thứ Sáu ngày 15 tháng 6 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin Hội nghị Trung ương 3 Nguyễn Hòa Bình và Phan Đình Trạc chiến nhau chí tử. Cuộc chiến quyền lực hiện nay đang đi vào hồi gây cấn vì nó được xem như là trận chung kết cho cuộc chiến quyền lực. Ai được xếp rồi thì ngồi tại chỗ, ai chưa được xếp thì lên võ đài tiếp tục chiến đấu với nhau. Cuộc chiến kỳ này là giới quan sát chính trị chú ý nhất là cuộc chiến tranh chiếc ghế Phó Thủ tướng Thường trực. Mặc dù nhiều người đánh giá Trương Hòa Bình rất lì lợm, quyết bám cho bằng được chiếc ghế Phó Thủ tướng Thường trực. Tuy nhiên, theo đánh giá của giới quan sát là ông Trương Hòa Bình sẽ phải về vườn, vì hiện nay ông Trương Hòa Bình không còn là Ủy viên Bộ Chính trị mà cũng chẳng còn là Ủy viên Trung ương Đảng nữa. Như vậy, chiếc ghế này sẽ là cuộc chiến của nhiều đối thủ chính trị trên chính trường Việt Nam. Những người nhắm vào chiếc ghế này phải có tiêu chuẩn là Ủy viên Bộ Chính trị. Tất cả những Ủy viên Bộ Chính trị mà Đại hội 13 vừa qua chưa được phân công nhiệm vụ mới đều có thể là ứng cử viên cho chiếc ghế đầy quyền lực này. Vị trí Phó Thủ tướng Thường trực rất quan trọng, đặc biệt là đối với ông Nguyễn Phú Trọng. Nếu vị trí này làm việc cho ông Nguyễn Phú Trọng thì ông Trọng chắc chắn sẽ nắm được 1/3 chính phủ. Nên ông Nguyễn Phú Trọng muốn đưa người của ông vào. Đối với Phạm Minh Chính, nếu vị trí Phó Thủ tướng Thường trực là người của ông Chính, thì có thể nói chính phủ của ông Chính là một nơi bất khả xâm phạm đối với ông Nguyễn Phú Trọng. Mà điều này thì có lẽ ông Nguyễn Phú Trọng không hề mong muốn. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Hòa Bình. Từ nay trên đến hội nghị Trung ương lần thứ 3 sẽ không còn bao lâu nữa. Cuộc đua đã bắt đầu và cho đến giờ người ta cũng không rõ ai chiếm ưu thế hơn ai. Bởi những người ứng viên và chiếc ghế Phó Thủ tướng Thường trực cũng không rõ ràng là người của phe nào sẽ giành được chiếc ghế này. Làm chính trị mà trung thành với một chủ được xem như là không thức thời hiện nay. Cũng có thể trước khi đoạt ghế, ứng viên thuộc phe này, nhưng khi đoạt được chiếc ghế, họ lại đầu quân cho phe khác. Trong chính trị, không có gì là bất biến mà hoàn toàn có thể thay đổi. Và bước đầu tiên, tống cổ Trương Hòa Bình ra khỏi chiếc ghế này. Để có được chiếc ghế Phó Thủ tướng Thường trực thì trước tiên các ứng viên phải loại cho được ông Trương Hòa Bình ra khỏi vị trí ông đang ngồi. Nếu không đẩy được Trương Hòa Bình đi thì có thể nói mọi nỗ lực đều trở nên công cốc. Tuy nhiên, loại được Trương Hòa Bình là phải loại bằng cách nào? Câu hỏi này đang được đặt ra. Và để loại được Trương Hòa Bình thì phải biết ông này thuộc phe nào. Thực tế, ông Trương Hòa Bình là người của phe Trương Tấn Sang. Ông Trương Tấn Sang hiện nay chỉ còn có Trương Hòa Bình là nhân vật còn bám vào quyền lực. Còn lại thì không còn có ai có đủ thực quyền, đủ bậc mạnh như hiện nay. Đây là hình ảnh ông Phan Đình Trạc. Ông Tư Sang tuy là không có quyền lực, nhưng ông Sang rất giỏi liên minh với thế lực khác để giữ lấy quyền lực. Trước đây thì ông Sang liên minh với ông Nguyễn Phú Trọng, và nay thì cũng vậy. Được biết, việc ông Trương Hòa Bình còn ngồi lại chiếc ghế Phó Thủ tướng Thường trực sau khi đã rớt Ủy viên Bộ Chính trị là một trường hợp có sự can thiệp của ông Nguyễn Phú Trọng. Tuy nhiên, cho đến bây giờ, người ta cũng không biết ông Trương Hòa Bình đã thỏa thuận với ông Trọng những gì để ông Trương Hòa Bình được ngồi lại. Tuy nhiên, hầu như nhiều người thạo tin đều đồng ý rằng ông Trương Hòa Bình rất có thể là chấp nhận làm cho Nguyễn Phú Trọng để ông Trọng có thể nắm được tình hình trong chính phủ của ông Phạm Minh Chính, và qua đó có thể hạn chế được sức mạnh của ông Chính trong thời gian tới. Ông Trọng rất muốn Trương Hòa Bình ở lại, nhưng khổ nỗi ông Trương Hòa Bình không còn là Ủy viên Bộ Chính trị nữa, có muốn giữ ông Trương Hòa Bình lại cũng rất khó. Dựa vào điểm này, Hội nghị Trung ương 3 sẽ là cuộc đấu khẩu không khoan nhượng giữa phe muốn lật và phe bảo vệ Trương Hòa Bình. Chưa biết trận chiến có kết quả như thế nào, chỉ biết nếu không loại bỏ được Trương Hòa Bình thì tất cả các ứng viên đều không có cơ hội nào hết. Cho nên đây thực sự là một đòn cân não với chế độ. Và điểm mặt các ứng cử viên sáng giá cho chiếc ghế này hiện nay. Hiện nay có 32 ứng viên sáng giá cho chức Phó Thủ tướng Thường trực. Đó là ông Nguyễn Hòa Bình và ông Phan Đình Trạc. Ông Nguyễn Hòa Bình đang là chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, là con người bất chấp lẽ phải, bất chấp luật pháp, sẵn sàng làm trâu làm ngựa cho thế lực nào trả ông ta giá cao, miễn sao là ông ta có lợi nhất. Cũng rất nhiều bài báo tiết lộ tài sản khủng của ông ta đang được giấu ở khắp nơi.
Được biết, ngay tại Đại hội 13, ông Nguyễn Hòa Bình được Bộ Chính trị phân công sẽ làm một phó thủ tướng đảm nhiệm mặt tư pháp của chính phủ. Mọi kế hoạch chuẩn bị thay thế Trương Hòa Bình đã được chuẩn bị, nhưng vào giờ phút chót, Trương Hòa Bình chưa chịu rút đi. Hội nghị Trung ương 3 kỳ này là cơ hội cuối cùng để ông Nguyễn Hòa Bình vận động Trung ương Đảng bỏ phiếu loại bỏ Trương Hòa Bình. Theo như thông tin được biết, thì ông Nguyễn Hòa Bình là người nước đôi, ông này dễ bị mua chuộc. Nguyễn Hòa Bình là con người đạp lên luật pháp không chớp mắt, nên ông Phạm Minh Chính rất cần để mạnh tay với thế lực khác hay ít ra làm cho thế lực khác lo sợ. Việc Nguyễn Hòa Bình được Phạm Minh Chính mời mọc về chính phủ, nó làm cho ông Nguyễn Phú Trọng không còn tin cậy vào ông Nguyễn Hòa Bình nữa. Mà dường như thay vào đó, ông Nguyễn Phú Trọng lại tin cậy vào con người hết thời Trương Hòa Bình. Tuy nhiên, dù tin tưởng Trương Hòa Bình thì ông Nguyễn Phú Trọng khó mà giữ ông Trương Hòa Bình cho được. Đây là hình ảnh ông Trương Hòa Bình có chịu rút lui hay không. Không biết ông Phạm Minh Chính có dùng Nguyễn Hòa Bình hay không. Nhiều người am hiểu về tướng số cho rằng dùng Nguyễn Hòa Bình là một canh bạc liều mạng, vì ông Trương Hòa Bình sẽ bán đứng chủ nhân nếu người khác trả giá cao hơn. Nếu Nguyễn Hòa Bình làm phó thủ tướng thường trực, thì ông Phạm Minh Chính hoàn toàn có thể mua ông Nguyễn Hòa Bình ngả theo phe chính phủ. Bởi vì đơn giản là phe chính phủ bao giờ cũng rủng rỉnh tiền với các dự án béo bở. Tuy nhiên về lâu về dài mà dùng Nguyễn Hòa Bình là rất nguy hiểm. Một con người phản trắc làm phó cho một mối nguy khôn lường cho ông Phạm Minh Chính về sau. Còn Phan Đình Trạc thì cũng là một trường hợp khó dùng. Có khả năng ông Phan Đình Trạc nhận nhiệm vụ của ông Nguyễn Phú Trọng nhiều hơn là nhận nhiệm vụ của ông Phạm Minh Chính. Ông Phan Đình Trạc vốn là người trong ngành công an, cũng từng là tranh quyền đoạt vị với Tô Lâm ở vị trí Bộ trưởng Bộ Công an mà bất thành. Trưởng ban Nội chính Trung ương có vẻ như vẫn còn rất lu mờ sau khi ông Nguyễn Bá Thanh bị hạ độc thủ. Điều đó chứng tỏ thế lực của ông Phan Đình Trạc còn khá hạn chế, khả năng đấu đá không mạnh. Về năng lực thì có cả Phan Đình Trạc và Nguyễn Hòa Bình đều yếu kém, tuy nhiên thành tích xem thường dân, chà đạp luật pháp, chà đạp công lý thì Nguyễn Hòa Bình đang tỏ ra vượt trội hơn. Hiện nay, cả Phan Đình Trạc và Nguyễn Hòa Bình đều phải tranh nhau để được ngồi chiếc ghế phó thủ tướng. Mỗi ông có một ưu điểm, khuyết điểm, nhưng thật sự không ông nào tỏ ra vượt trội so với ông còn lại. Và tới thời điểm này thì câu hỏi đặt ra là liệu có một ứng viên thứ ba xuất hiện hay không? Lẽ ra Phạm Bình Minh sẽ nắm ghế phó thủ tướng thường trực, vị trí cao hơn vị trí hiện nay của ông ta. Ông Phạm Bình Minh bị hỏng ăn chiếc ghế phó thủ tướng thường trực cũng bởi Trương Hòa Bình lì lợm ngồi ỉ một chỗ. Phạm Bình Minh là hạt giống đỏ, ông là con của cựu Bộ trưởng Việt Nam Nguyễn Cơ Thạch. Còn ông Phạm Bình Minh thì từ khi làm bộ trưởng đến nay, ông không có thành tích gì nổi bật cả. Tất cả những lần lấn tới mà phía Trung Quốc xâm nhập Việt Nam, ông hoặc im tiếng hoặc cho bà Lê Thị Thu Hằng lên truyền thông phát biểu một cách chiếu lệ để đối phó với dư luận trong nước mà thôi. Ông Phạm Bình Minh bị đánh giá là con người nhu nhược. Tuy nhiên, sự nhu nhược của ông Phạm Bình Minh hợp ý với ông Trọng nên việc tiến thân khá thuận lợi. Đây là hình ảnh ông Phạm Bình Minh. Vào năm 2019, sau nhiều tháng Trung Quốc cho gây hấn ở các giàn khoan ngoài biển nằm trong thềm lục địa của Việt Nam, cả xã hội bức xúc, thì vào ngày 28 tháng 9 năm 2019, nhân dịp được phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc lần thứ 74, ông Phạm Bình Minh với tư cách là Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, đại diện cho nhà nước Việt Nam mà ông không dám nhắc tên Trung Quốc. Thậm chí sự gây hấn đe dọa đến chủ quyền quốc gia mà ông chỉ dùng từ sự cố để nói lên hành động đó. Sự cố là những gì thuộc về những gì xảy ra ngoài ý muốn. Ở đây Trung Quốc có chủ ý muốn lấn chiếm chủ quyền đất nước thì đấy không còn gọi là sự cố nữa mà là sự đe dọa. Đấy là một sự thất vọng đối với nhân dân và là vết nhơ ngoại giao mà ông Phạm Bình Minh đã để lại. Rất có thể ông Phạm Bình Minh cũng tham gia vào cuộc đua giành chiếc ghế phó thủ tướng thường trực. Khả năng thắng thế của ông Phạm Bình Minh theo một số người còn cao hơn cả hai đối thủ kia. Và cứ như thế, việc tranh quyền đoạt lợi trong Đảng Cộng sản Việt Nam không có hồi dần. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay thứ Sáu ngày 25 tháng 6 năm 2021 với bản tin Hội nghị Trung ương 3 Nguyễn Hòa Bình và Phan Đình Trạc chiến nhau chí tử.
Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.